Một ca viêm môi bông vẩy cho một bạn thợ phun xăm đã khỏi chỉ sau vài lần bôi. Và sau nửa năm thì bạn ấy mới nhắn tin cho Hòa biết rằng là bạn ấy khỏi sau khi bôi có vài lần thôi chị ạ. Đấy, thật sự là rất là hạnh phúc. Rất nhiều khách hàng khỏi nhưng họ cũng không nhắn lại cho Hòa để Hòa có phản hồi luôn, để cho mọi người biết nhiều hơn, rộng hơn. Nên rất hy vọng là khách hàng khi mà điều trị bên nhà Hòa khỏi rồi thì cho Hòa xin feedback, chỉ cần là cái môi thôi, để Hòa có thể quảng bá được nhiều hơn, rộng hơn, để những người bị như các bạn khỏi được vui vẻ hơn. Vì mọi người biết không, căn bệnh viêm môi bong vẩy là một căn bệnh vô cùng khó chữa. Đó, rất là nhiều người đi khắp cả cái Việt Nam lẫn nước ngoài nhưng không khỏi. Đó, nên là cái căn bệnh này là một căn bệnh khá là khó. Và thật sự Hòa tự tin rằng bên Hòa bây giờ về viêm môi bong vẩy ở bên Hòa đang chữa khỏi nhiều nhất. Tất nhiên là cũng có những cái trường hợp không khỏi. Hòa không bao giờ nói dối khách hàng, luôn chân thật, đặt lên hàng đầu. Có nghĩa là có những trường hợp khách hàng không khỏi nếu nặng quá đó. Nhưng mà thật sự là với cái tỷ lệ như bây giờ thì bên Hòa đang khẳng định luôn là chữa viêm môi bong vẩy bên Hòa cũng đang khỏi nhiều nhất. Nhưng mọi người biết không, riêng bệnh này các bạn phải bắt buộc thật kiên trì cho Hòa. Đấy là cái yếu tố đầu tiên. Vì dòng thuốc bên nhà Hòa là dòng thuốc đông y nên mọi người có thể dùng thoải mái, không bao giờ lo có vấn đề gì mọi người nha. Đó, và cố gắng kiên trì cho Hòa. Và thật sự là rất nhiều người bị nặng kinh khủng khiếp luôn, và bây giờ là có những thành quả rất là tuyệt vời. Đó là khỏi bệnh. Và cảm ơn Hòa rất là nhiều. Đấy là cũng là cái động lực để Hòa cố gắng nhiều hơn, hoàn thiện nhiều hơn trên cái con đường chữa bệnh cho mọi người. Cảm ơn mọi người thật nhiều nha.